giàu rất là hân hạnh và hạnh phúc có được ngồi trong cái game show này. Tại vì cái game show này đó là tình nghĩa, tình cảm, tất cả những thứ tình là mẹ với con. Mà ở trên cõi đời này không có cái gì bằng mẹ với con đó. Cha con, mẹ con, mà mẹ con là nó sâu sắc hơn. Thành ra ngồi cái game show này đó, tôi nói thiệt với các bạn đó, tôi khóc hoài à. Tại vì nó có những cái mà về mái ấm gia đình, cái ngày xuân rồi về mái ấm gia đình. Nhưng mà thật ra đó, bây giờ tôi lớn rồi thì cái gia đình của tôi nó không có. Cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, chết hết. Thành ra còn có một mình tôi thôi. Thành ra tôi ngồi ở game show này tôi cảm động dữ lắm. Tôi buồn nhưng mà tôi rất là hạnh phúc. Là vì tôi thấy được các bạn, các em tôi nó hát cùng với con đó. Là vì nó có con, nó đẹp, con nó lớn, nó hát hay. Còn riêng với Ngọc Giàu thì hạnh có, không có được cái hạnh phúc đó. Thì thôi, bây giờ cái hạnh phúc mà tôi ngồi được cái game show này, tôi hết sức là vui. Tôi xin chia sẻ là gì, không phải mình nói cái của mình ra đây để làm gì. Nhưng mà thật ra đó là buồn, nhưng mà hạnh phúc. Mà thấy đây nè, các em như thế này, con nó đẹp quá, nó hát hay quá. Bây giờ chia sẻ là xin chúc các em, các con cháu phải hát cho thật hay. Để làm gì? Để được cái mái ấm gia đình, được cái tình thương của cha mẹ. Mà cha mẹ đã cái gì cũng phải cho con ấy. Có một đứa con nhưng mà nó ở xa mình, nhưng mà thôi nói với con rằng con ơi, bên đây nó có cái chương trình hết sức là dễ thương, hát cùng mẹ yêu. Nhưng mà thật sự ra con của mình thì nó không biết hát gì trơn, nó nói cái mặt con làm sao hát được, thì mình cũng không biết nói làm sao. Nên mà nó không có cái là chịu hát cùng với mẹ. Thành ra chỉ có nói với con là cái chương trình này hết sức là dễ thương thôi. Thành nó nói thôi, bây giờ thì con nhớ mẹ, Tết nay con sẽ về với mẹ, con đem hai đứa con của con sẽ về đó. Rồi, một cảm xúc rất là tuyệt vời. Và hy vọng Tết nay thì nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu sẽ có một cái Tết trọn vẹn bên con và bên chồng của mình. Xin cảm ơn bác Ngọc Giàu ạ.